Hiện nay, bão số 6 đang ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh miền Trung, mưa to và gió rất mạnh. Tại khu vực phía Bắc Hâm Hải Vân, một xe tải bị lật trên đường dẫn phía Bắc Hâm Hải Vân, thị trấn Lan Cô, huyện Phủ Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đường đeo cũng bị sạc lở, cây đổ nên cơ quan chức năng tam đóng cửa hầm và đường. Tại phía đầu ra trạm thu phí Bắc khu vực Lan Cô, huyện Phủ Lộc bị tắt đường do các xe dừng tránh bão để tránh ùn tắc xe trong hầm Hải Vân, công ty quản lý hầm đường bộ Hải Vân đã tạm dừng xe đi vào hầm từ lúc 7 giờ 15 phút sáng nay 27 tháng 10 để chờ phía bắc thông đường. Trong khi đó, tại đường đèo Hải Vân, mưa lớn đã gây sạt lở, cây cối ngã đổ, gây tắc đường phía bắc đèo Hải Vân. Hiện nay trên đường đèo Hải Vân mưa to gió lớn, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với công an huyện Phú Lộc và công ty quản lý hầm đường bộ Hải Vân thực hiện cấm đường không cho phương tiện qua đèo Hải Vân và đường hầm Hải Vân.